em trai. Xin mời nhà gái. Thôi, bây giờ thì tất cả mọi người đã ngồi cách nhau chỉ có cái hàng rào tình yêu thôi. Mình giới thiệu lớn lên hai bên cùng nghe nha. Mời em trai. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Chào và em. Chào khán giả trường quay hôm nay và chào bạn nữ bên kia. Dạ, con tên là Văn Cập Phú. Con sinh năm 1994. Phú làm gì nè? Hiện tại thì con vừa mới ở Nhật Bản về và con đang kinh doanh với gia đình và con đang học lên thiết kế. À, hay quá. Rồi con đi Nhật Bản làm gì? Khi mà sang Nhật á là con đã từng làm công ty Nhật Việt Nam. Và con có làm đó thì các anh kêu là con nên đi sang Nhật để trải nghiệm cuộc sống và cách làm việc của họ. Để có thể là về mà phục vụ cho đất nước của mình và có thể phát triển bản thân hơn nữa. Hay quá, Phú đi Nhật mấy năm? Dạ con đi 3 năm. 3 năm. Dạ. Rồi bây giờ tới phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ, lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh và bạn nam bên kia cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phan Minh Anh. Quê ở đâu? Dạ em quê Hà Tĩnh ạ. À, em vào Sài Gòn lâu chưa? À, dạ em cũng mới vào ạ. Rồi em làm việc ở đâu? Hiện tại em làm cho công ty của em luôn. À. Công ty của em là chuyên về tư vấn du học, du lịch cho ví dụ như là Anh, Úc, Mỹ, Canada. Không có tư vấn đi Nhật hả? Dạ cũng có ạ. Bây giờ Phú nói cho nhà gái biết á là mình có ưu điểm khuyết điểm gì nè. Con thì con thuộc tiếp người hướng ngoại. Con dễ tiếp xúc và có thể nói chuyện được với tất cả mọi người và làm quen được với mọi người rất nhiều. Con thường có xu hướng đi về nghệ thuật hơn. Giống như là có thể chơi đàn và thổi sáo. Vừa thổi sáo vừa chơi đàn được không? Dạ không, cái đó phải lên độc lạ Việt Nam rồi. À, rồi có khuyết điểm gì không Phú? Dạ khuyết điểm của con thì chắc có lẽ là tính con hơi là suy nghĩ hơi cạn một tí. Là có khi là con làm một việc gì đó thì con cũng không có nghĩ về đến cái kết quả xấu mà nó xảy ra. Cho nên con thích là con làm liền. Thích làm vậy đó hả? Dạ. Còn nó con, xấu nó gì nó kệ nó hả? Con cũng có tính trước nhưng mà là con không có nghĩ quá đến cái sự tiêu cực của nó. Không nghĩ xa quá. Dạ, đúng không? Sao á. Thôi vậy cũng được, có tinh thần để làm đúng không? Dạ. À chào nhà gái xinh đẹp. Nhà trai á là giỏi tiếng Nhật, giao tiếp được, thích nghệ thuật, vừa thổi sáo vừa đàn. Mời nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe nè. Ưu điểm của em là hòa đồng, thích giao tiếp với mọi người ạ. Như bên đây. Biết một chút về đàn. Thôi. Đó, tao ôm nguyên cái đàn ra là tao biết rồi. Trời, cái đàn có chút xíu. Nè, thấy cái đàn đây chưa? Ủa? Sao nhỏ mà có vỏ nha. Thôi. So đi cái đàn nào bự là biết liền. Em biết một chút piano, một chút ukulele. Đàn ukulele hả? Ukulele. Ukulele hả? Là đây ạ. Là đây ạ. Ukulele. Đàn lạ vậy ta. Em có tham gia vũ đoàn. Trời ơi. Trời ơi, cô gái này đa tài quá. Giỏi vậy. Dạ con cảm ơn. Ngoài trước khi mà làm công ty gia đình mà mình có làm gì nghệ thuật không? Trước khi làm công ty thì con có làm tiếp viên hàng không. Ôi là trời. Và làm hướng dẫn viên du lịch. Nãy tôi nghe đàn trai giới thiệu tôi lên mặt lắm, giờ thôi tôi xuống luôn rồi. Thôi khỏi. Vậy chỗ ạ. Rồi ngoài những cái ưu điểm đó thì mình có cái khuyết điểm nào không? Dạ khuyết điểm của em chắc cũng nhiều. Thì ví dụ như là em hay quên, cũng hơi sóng nội tâm. Sau đây nhà gái xin được phép trình bày một tác phẩm mà được thể hiện qua tiếng đàn réo rắt ukulele. Gì? Tức ghê. Tức quá. Tôi tức quá, tôi đi qua nhà trai tôi chơi. Tôi cầm thấy cái đàn, cầm cái đàn cho tôi coi. Cầm cái đàn cho nhà gái thôi nãy. Chào rồi. Nhà trai. Chào chị. Nhà gái chị hơi run. Đàn cho bà. Với lại móng tay hơi dài, bấm gam không được. Bây giờ xin mời nhà trai có thể dạo một bài để nhà gái bớt run. Dạ, bài Ta Là Của Nhau. 2, 3. Khi gặp nhau phút đầu, từ anh mất anh đã trao nụ cười. Khi nghe ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Anh chẳng thể dối lòng vì anh đã yêu em từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Trình độ hai bên ngang nhau.
chút gặp nhau cũng có thăng hoa trong âm nhạc hay không? Hy vọng là chút thăng hoa. Hy vọng là thăng hoa. Bây giờ mình nói về đường tình duyên đi Phú. Đúng. Tình duyên dạ. Phú sao? Kể từ khi mà con bắt đầu đi làm á thì con có quen được hai người. Hai người? Dạ. Quen sâu đậm không? Mấy năm? Dạ, người thứ nhất thì con quen được 3 năm. Người thứ hai? Người thứ hai thì con quen được 2 năm. Là tổng cộng đường tình yêu là 5 năm yêu đương đúng không? Dạ. Mình rút kinh nghiệm lại đó là mình có lỗi gì trong những cái cuộc chia tay vậy? Dạ, người thứ nhất thì có thể là lúc là con chưa có gì trong tay cả. Ừ. Lúc đó con mới đi làm thôi cho nên là mà cô gái đó cũng nhỏ hơn con chỉ có 1 tuổi à. Ừ. Là con không thể nào mà bắt đợi cho người con gái người ta đợi cho mình hết cả tuổi thanh xuân được. Rồi. Dạ. Cho nên là lúc đó con chủ động chia tay. Ừ. Là trước khi con đi Nhật á thì con có quen một cô gái. Sau khi qua đó thì sao mà cách lòng mà 6.000 km thì dần dần cái niềm tin nó vơi đi, xa nhau thôi chứ. Vậy là có hai cái. Dạ. Một là sự nghiệp chưa có, ít quan tâm. Cái hai á là xa mặt cách lòng mới chia tay. Dạ. Ở đây có xa mặt cách lòng không? Mình ở quận mấy? Dạ con Vũng Tàu. Vũng Tàu, bên kia ở đâu? À, em ở Hà Tĩnh á. Đó. Cũng xa mặt đó. Không, nhưng mà thật sự ra cái địa lý nó không có quan trọng bằng cái con tim. Con gì? Con tim. Hàng tim của cùng chung nhịp đập hay không đúng không? Dạ. Tình trường mình như thế nào em? Nếu như mà mối tình chính thức thì chắc em chưa có. Cái gì? Chỉ có là kiểu tìm hiểu, nói chuyện qua rồi đi ăn đi chơi, kiểu tìm hiểu nhau ấy ạ. Thiệt hả? Dạ vâng. Em có tìm ra được nguyên nhân tại sao mà mình chỉ dừng ở cái mức đi ăn đi chơi không? Chắc là em tính hơi trẻ con. Hơi trẻ con. Ờ, chắc thế. Cho nên là người ta thì muốn kiểu một người phụ nữ để có thể thành lập gia đình rồi thế này thế nọ. Nhưng mà bây giờ bớt trẻ con chưa? Ừ. Hết trẻ con chưa? Em thì chắc sẽ cố gắng. Cố gắng. Vậy thì theo em thì cái người như thế nào nó có thể phù hợp với em? Ừ. À, đi chơi cùng em. Được, hợp lý mà. Cái này dễ. Đơn mà. Giản vậy thôi. Ừ. Hả? Ít nhất là 2 tháng phải đi chơi một lần. 2 tháng đi chơi đi chơi nhưng mà đi chơi sao? Đi chơi xa vài ngày hay là đi loanh quanh? À không, thì đi loanh quanh thì tuần nào cũng đi rồi. À. Ví dụ như là đi xem phim hay là quanh quanh thì vẫn chúng ta đi. Tỉnh 2 tháng ra đi chơi lần được không? Ví dụ như là còn mình thỉnh thoảng mình dành cho nhau, ví dụ như 1-2 ngày du lịch đó ha. Đi quanh quanh vâng. À, thì cũng hợp lý. Không dễ mà. Ừ. Nhưng mà bây giờ nè, bây giờ con có một cái mẫu hình lý tưởng, một cái chàng trai hoàng tử của mình trong mơ như thế nào không? Người đấy thì phải có chí tiến thủ, rồi là biết quan tâm và yêu thương bố mẹ của họ. Người ta không yêu thương gia đình của chính người ta thì làm sao người ta yêu thương được con. Đấy, dạ thế thôi. Vậy thôi đó hả? Trời, đơn giản vậy mà cả thanh xuân con bé không tìm được ai cả. Em chinh phục được cô gái này không? Dạ, thế nếu có con thì sẽ quan tâm có con hay dư thừa? Dư thừa đúng không? Đúng. Được, dạ. Nhưng mà cái khoảng cách xa vậy rồi sao nè? Hà Tĩnh với Vũng Tàu đó, làm sao? Cái đó thì chắc là phải đi máy bay thôi. Thì máy bay chứ không phải đi xe. Tại con sở thích á là con đi phượt. Nếu mà đi được á thì con sẽ chở đi ra Hà Tĩnh. Còn tiêu chí mình tìm một nàng công chúa thì sao? Con chỉ cần tính cách thôi. Là biết quan tâm và chia sẻ và đồng hành cùng với con trên con đường còn lại cuối đời thôi. Chàng trai đi với ai? Dạ, đi với ba với chú. À, có ba chú luôn hả? Dạ. Mời đại diện nhà trai nào? Có ba đi là yên tâm rồi. À, chào Nguyễn Linh, chào Ngọc Lan. Tôi là ba của Phú. Tôi thấy Phú á là một người rất là hiền, chịu học hỏi. Còn cô bé này thì cũng dễ thương. Thời thì bây giờ do duyên số hai đứa. Nhưng mà thấy cô gái, cô dâu tương lai cũng sao? Rất là dễ thương. Dễ thương. Thấy Hà Tĩnh nó có xa không? Vấn đề xa gần á, mình không cần thiết lắm. Tại vì thời bây giờ mà rất là phương tiện, rất là ok, dễ đi và dễ về. Thì ăn thua tình hiểu của hai đứa và sợ gần thì tại sao người ở Việt Nam mà bên Mỹ người ta vẫn còn quen được. Đúng rồi. Hay quá đó. Dạ. Thấy chưa? Không có khoảng cách. Bây giờ là hôm nay Minh Anh đi với ai nè? Gia đình có chuẩn bị để video call để hội thảo. À. Gọi cho ai? Cho ba mẹ ha, cho ai? Vâng, cho cả nhà luôn. Trời ơi, thấy rung chưa? Thấy rung chưa? Bye. Dạ, Ngọc Lan chào gia đình ạ. À, đây là em là chương trình Ngọc Lan xinh đẹp. Dạ. Thì bây giờ em sẽ cầm cái điện thoại, em đưa gia đình qua gặp nhà trai nha. Dạ đây nhà trai. Chào gia đình ạ. Dạ con chào gia đình ạ. Dạ con tên là Phú ạ. Con sinh năm 94. Là con ở Vũng Tàu ạ. Nhà con là cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Đất Đỏ và Rịa Vũng Tàu ạ. Con đã nói chuyện với bạn gái bên kia xem cô thế nào chưa? Bé bên đó thì nói chuyện rất là hiền và nhẹ nhàng và từ tốn mà. Nhà gì thì bố mẹ ở nước ngoài
Dạ. Bố mẹ ở bên Anh thì cô cũng không nghĩ là bạn ấy lại được lên chương trình và tìm được người bạn trai nó nhanh thế này. Gốc em đẹp thì... lắm. À, hello chị Linh. Hello. Hello. Thấy Quyền Linh được không? Được. Rất là được luôn. Thực ra thì là con bé Minh Anh là du học ở nước ngoài. À. Không biết gì về cái chương trình bạn muốn hẹn hò này hết. Mẹ ở Việt Nam. Xong rồi suốt ngày xem cái chương trình bạn muốn hẹn hò thì thấy anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Tôi rất là hâm mộ. Nói con là tham gia bạn muốn hẹn hò. Nếu như mà hợp duyên thì làm bạn, mà hợp số thì là có thể là tiến tới xa hơn. Dạ. Nhưng ít nhất thì mẹ cũng được lên truyền hình. Thầy. Để gặp trực tiếp hai người. Quay mặt mẹ lên truyền hình. Để tương lai được trai được không? Hai này chọn nào? Đẹp trai cũng nhưng mà không biết hỏi đây. Bạn trai không biết nói tiếng Anh không ạ? Dạ con nói được sơ sơ. Nói đi, nói how you feel. Nói chung là thôi thân kỳ xuất đáng. Nói chung là yêu cầu của nhà gái là như thế này. Bạn trai là phải biết nói tiếng Anh. À. Tại vì nói tiếng Nhật được không? Nói tiếng Nhật được không? Nói liền Phú. Hai. Konnichiwa. Hả? Konnichiwa. Konnichiwa. Phú desu. Yoshiku onegaishimasu. Rồi chào mẹ tiếng đi con gái. Chào mẹ. Hi. Ok. Thì con xem như thế nào đấy là quyền của con thôi. Chứ bố mẹ thì như thế nào cũng được. Dạ con chào cả nhà nha. Rộn ràng quá. Gia đình em rộn ràng dữ ha. Bây giờ thôi mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Việc còn lại là của Phú. Bắt đầu đi. Tiến qua luôn Phú. Rồi, chào em. Này có quà dành tặng cho em. Em cũng có một món quà nhỏ này. Cảm ơn em. Hy vọng là nếu mà được á, thì anh sẽ muốn được cùng em thức giấc vào mỗi sáng do đồng hồ này kêu và chúng ta sẽ được đọc sách nhau. À, vâng, em cảm ơn ạ. Anh thấy em rất là có một vẻ ngoài rất là tây, có sắc đẹp rất là đẹp. Vâng, em cảm ơn ạ. Bây giờ mình hẹn hò sao nè? Thật ra là công việc của em ý thì cũng sẽ đi lại rất là nhiều. Có thể là Sài Gòn, Hà Nội cũng bay đi nhiều với anh. Cho nên là em cũng sẽ không có phải là cố định ở một nơi. Nhưng mà tuy nhiên thì hiện tại em cứ nốt lại là ở Hà Tĩnh trước. Đấy. Còn không biết công việc của anh sao ha? Có tự do không ạ? Nếu mà nói về di chuyển nhiều á thì anh là một người di chuyển rất nhiều. Tại anh là hay đi phượt á. Em cũng thế. Anh có một nhóm ô tô ở Bà Rịa Vũng Tàu á. Đó cho nên là anh nghĩ là cái đó là cũng có thể gắn kết mình với nhau. Vâng. Phú đứng lên Phú. Dạ. Gì đâu công cứu cái tay là gì. Xỉu nha con. Đó bây giờ mình nói đi. Phú tưởng tượng một gia đình tương lai của Phú thế nào. Kinh tế trong gia đình như thế nào. Nói cho phụ nữ ta nghe đi Phú. Theo anh á thì trong tình yêu anh sẽ luôn đặt cô gái của mình là thứ nhất. Em là một người con gái rất là giỏi. Cho nên là anh sẽ luôn trân trọng và trân quý em. Hy vọng là cái lần yêu tiếp theo của anh đến với em á không bao giờ làm khóc. Em cảm ơn. Bây giờ cảm xúc của Minh Anh thế nào với người đang đứng trước mặt mình? Em đứng trước ngàn người thì không sao, nhưng mà đứng trước anh thì em không biết nói gì. Có vấn đề rồi đó. Có một chút gì đó rung động từ trái tim rồi đó Phú. Thì Minh Anh thấy đây là người đàn ông thế nào? Mình cứ nói đúng cảm xúc của mình thôi. Cảm xúc của con bây giờ nó cứ kiểu chỉ biết là run thôi ạ, chứ không có một cái suy nghĩ gì nữa. Cảm xúc nhưng mà không biết có phải là cái cảm xúc rung động không. Nãy giờ qua cuộc trò chuyện với Phú á, chú thấy là người đàn ông có ý chí cầu tiến nè, người đàn ông bản lĩnh nè, giao tiếp tốt nè, năng động nè, cũng thật thà chất phác. Đây là một cô gái gần như chưa biết yêu, thành ra chưa bao giờ va chạm về tình yêu cả. Gần như là chỉ biết nắm tay và tay nó quýu lại thôi. Bây giờ thế này, chuyện bấm nút hay không là do các bạn, chúng tôi không ép. Nhưng khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Cứ đưa ra quyết định gì đó là chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, đang đối diện với ba mẹ, ông bà, gia đình hai bên. Bây giờ chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ thật kỹ và để tay mình nút bấm. Nếu thích thì bấm, không thích thì thôi. Một. Hai. Hai.
3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng các bạn. Nào, nắm thế nào, nắm thế nào? Cái tay sao vậy? Đó, tập yêu đi. Trong cái câu chuyện này chị nghĩ sắp tới á, thì Phú sẽ là cái người chủ động hơn rất là nhiều. Có đến đích được hay không là do em nhiều lắm đó Phú. Dạ. Còn cô này thì hoàn toàn là một trang giấy trắng. Rồi, tập trung vào chăm sóc mối tình này. Chào bạn nhé. Thì bây giờ bạn thử tố những cái thông tin cá nhân về mình, như ngày tháng năm sinh, công việc hiện tại đang ở đâu và quê quán nhé. Hiện tại thì bây giờ cấp mấy năm rồi? Ngày tháng năm sinh là 26/5/1992. Công việc hiện tại đó là quản lý đồ bốc xếp, xếp giữa hàng hóa. Em sợ nó hết pin nữa chừng. Đang ở Bà Rịa Vũng Tàu, quê quán thì ở Quảng Ngãi. Bạn tên là gì? 79% sao chị? Chị Duyên Tiên. Nếu mà Phương có về trước á, em đưa cho Phương chuyện nha. Cũng khôi đúng không? Không biết nãy Phương đưa cho bạn em. Có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm chứng nha. Nói chung điểm yếu, điểm mạnh thì phải qua nhiều khác nhìn thấy sao mình biết được. Điểm yếu thì ít nói thôi, không giao tiếp không được tốt. Có chơi thể thao hay là ca hát gì? Có đá banh. Có đá banh. Trước giờ là tình trường của mình như thế nào? Cũng bắt hầu như chỉ có một hai mối tình. Một hai mối tình. Cũng nói chung là chia tay lâu rồi, cũng và 3-4 năm nay rồi. Thời gian yêu lâu nhất là bao nhiêu lâu? 2 năm rưỡi. Cô gái là cô gái như thế nào? Mà tại sao lại chia tay? Nói chung hồi đó còn thời cùng đi học, nói chung là chưa xác định để tiến tới. Thế xong rồi xong sao nữa? Nói chung là cảm giác là không hợp, mình thấy không hợp tính cách với nhau thì lúc đó là chia tay rồi anh đi. Là rồi ok là 2 năm rưỡi. Thì chia tay là ở đâu rồi đúng không? Trong cái thời gian đó tìm hiểu một số mối quan hệ khác không ạ? Cũng có nhưng mà chưa, nói chung là không có được, chưa được ai. Nói chung thời gian mình đi làm là nhiều á. Bây giờ về cái công việc của bạn á, thì là ngày mình làm mấy tiếng? Nói chung là giờ giấc thì nó linh động, mà lúc nào có việc mới đi, còn không có thì nói chung là cũng rảnh. Hẹn hò thì có sắp xếp được hẹn hò bạn gái không? À, cái đó thì sắp xếp được. Đến bây giờ thì mong muốn tìm được những người phụ nữ như thế nào? Nói chung là đảm đang hiểu mình tí, thông cảm về công việc mình tí. Địa lý vùng miền thì sao? Trong phạm vi gần tí thì tốt. Ở Sài Gòn cũng được, được ok. Thì thí dụ cô gái ở Sài Gòn thì một tuần bạn sẽ lên thăm cô ấy được mấy mấy bữa? 1-2 bữa, có thể là sắp xếp được 1-2 bữa. Có bạn gái đấy có ví dụ như miền Nam này, miền Bắc này, miền Trung này. Thì có nhu cầu là tìm kiếm bạn theo vùng miền ở đâu không? Nó được thì miền Nam với miền Tây thì nó gần hơn, miền Bắc thì nó hơi xa thì nó hơi khó, nếu mà nó thì cái nào vẫn được. Okay. Về ngoại hình ấy. Về ngoại hình. Nói chung là dưới 1m65 là được. Nói chung là mình 1m65 mà đừng có cao hơn mình là được, nói chung là người như thế nào vẫn được ok. Mà khi mà trong mối quan hệ thì bạn vừa tự nhận là mình làm giao tiếp kém á. Bây giờ mà nói chung là gặp con gái là mình không biết mở miệng cách nói chuyện như thế nào. Nhưng cái này phải thay đổi, tại mấy hôm nữa là nếu mà tìm kiếm qua được phòng khác á thì mình sẽ phải trao đổi này kia và nói chuyện với bạn nữ. Thì lúc đó mình phải thể hiện. Tại vì đây cũng là một cái cơ hội để mà mình nắm giữ được cái hạnh phúc. Đó, thì bạn cũng phải trân trọng cái cơ hội này. Thì bạn có mong muốn là cái người phụ nữ của mình ấy sẽ giống một cái nữ diễn viên này, một cái nghệ sĩ hay một ca sĩ nào không? Có cái hình mẫu nào không được dễ tìm? Nói chung là đòi hỏi cũng không cao, nói chung là sống được, đảm đang, biết hiểu chồng, con, bạn bè là được rồi, hiểu nhau là được rồi. Không cần phải hình gì cao hơn.
Học thức thì sao? Nói chung là học thức thì cũng được, ở sao ba cái nào cũng được anh, không sao, không vấn đề đó, không sao. Với mình xuất phát từ nghề công nhân mà, nói chung cũng không cần học thức cho lắm. Kinh tế của cô gái, công việc cô gái? Công việc thì sao cũng được, nói chung là công việc em ổn định, em có thể là lo đảm bảo được, nên là cái vấn đề đó mình không quan tâm. Ok, tôi nghĩ là sẵn sàng lo được cho bạn một cái rồi, đúng không? Nghĩ đến chuyện nào hôn nhân rồi chứ. Dạ đúng rồi, ở tuổi này mình nghĩ đến hôn nhân rồi. Hoặc là mình... Dạ sao ạ? Ok, vậy thì cảm ơn anh Tuyên nhiều. Thì ngày hôm nay là mình chỉ chia sẻ với nhau một số những cái thông tin cơ bản. Nếu mà đọc được cái vòng cát này, những cái người phù hợp thì sẽ có biên tập làm việc trực tiếp với anh. Dạ rồi, buổi phỏng vấn xong rồi ha anh. Dạ rồi, anh nhấn nút đỏ hót khỏi cuộc gọi giúp em nha. Ok. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh. Dạ vâng, anh ơi thì bây giờ anh cứ tự nhiên thoải mái anh giới thiệu cái chương trình về bản thân của mình nhá, những thông tin cơ bản nhá, để mà bọn em hiểu hơn cho anh đọc. Dạ. Chào bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Thăng, sinh ngày 17 tháng 7 năm 87. Mình sinh ra lớn lên ở tỉnh. Hiện mình công việc của mình là làm công nhân, mình đang công tác tại Bình Dương. Anh nói lại tên cho em một lần nữa đi. Tên anh là gì? Anh nói chậm thôi. Mình xin giới thiệu, mình tên là Trần Thăng. Trần Thăng. Mình sinh năm 87. Trần Thăng. Rồi. Đang công nhân Việt Nam thì anh? Dạ, mình bên chăn nuôi. Công nhân chăn nuôi. Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Mình điểm mạnh của mình thì cả hát ghê đó, làm một bài nghe chơi bác thân. Vậy mình xin gửi bản là xuân này con không về. Trời ơi, bài hay quá. Con biết bây giờ mẹ chờ tình con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, thấy em bay đợi trước ngõ, mà tình con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong vánh những chợ trời sáng, đỏ hay hay những đôi má đỏ. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chưa mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, mà ngày xuân đi quê sông riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ duyên mình thêm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Mình xin hát. Dạ vâng, hay quá, tuyệt vời quá. Dạ ok, hết được rồi. Đó, anh có chơi thể thao không? Dạ cũng thỉnh thoảng này. Bóng đá. Bóng đá đúng không? Anh đánh cao mét mấy ở anh Thân? Em mét 6 anh. Dạ. Thì về công việc của mình hiện tại thì giờ rất cố định thế nào, hành chính hay sao? Dạ em đi ca 8 tiếng rồi. Ca 8 tiếng. Rồi ok. Anh có cái điểm yếu gì, có cái tật xấu gì gây cản trở không ạ?
tới bây giờ mà anh vẫn chưa tìm được bạn gái không? À, điểm yếu của mình thì hơi sống nội tâm chút, vì mình cũng hơi nóng nóng tính á. Rồi bây giờ mình cũng nhát, mình gặp bạn gái mình không nói chuyện được, không được tự nhiên. Nóng tính thì anh sẽ làm gì? Anh có đập đồ, phá đồ hay là vũ phu gì không? Không, cái đó là mình chỉ là lúc ví dụ như mình nóng mình nói vậy thôi, chứ tiền đồ đạc hay là kia thì không có. Còn bây giờ hay là mấy hôm nữa là sẽ tham gia chương trình mà nhắc hay là gặp bạn nữ mà không nói được là thôi đó. Thế nên là bây giờ nó giống như là kiểu là một cơ hội yeah. Mà chúng mình ở đây là hoàn thành việc một cách nghiêm túc để mà tìm cho anh. Thế nên là được nhắc. Vâng, bây giờ anh cái về tích cái tình trường của mình đi. Dạ, tình trường của mình thì mình chưa trải qua mối tình nào hết. Tại vì mình cái thời học sinh thì mình có nói chung là mình mới chỉ là quyển nhật ký thôi. Mình là có một bạn nữ học với mình, ngồi gần mình và có ghi trong cái sổ nhật ký mình trước đây, sổ tay như bây giờ vậy đó, và thích thầm mình mà thôi. Nhưng mà mày thì mình chưa có trải qua một tình nào. Nhát quá không dám nói, cái đợt đó không dám nói hả? Dạ, thời đó là học sinh mà anh mới cấp 2 à. Ghi sổ nhật ký mà cuối cùng cũng không dám. Nhưng mà đến bây thời gian đó từ cấp 2 thì ghi xong cùng anh tích tầm khoảng bao nhiêu rồi? Dạ chưa. Vẫn nói chung vẫn là để ý cô đó. Giờ thì cô ấy đã có gia đình rồi. Vâng, thế vậy là đâu đơn phương là cứ cô đó xong rồi cứ mê cô hoài luôn hả? Dạ giờ thì cô ấy cũng quên mình nên quên coi thấy nên mình cũng cố gắng quên. Đó thì nó hơi phí đó, nó hơi phí một quãng thời gian của anh. Dạ. Rồi bây giờ thì anh mong muốn là tìm được một người phụ nữ như thế nào? Mình chỉ mong muốn là tìm được một người trước mắt nếu ra được thì nhớ định giúp mình người cô con gái đồng hơn thì được ạ. Hơn Hà Tĩnh cùng nhau được ạ. Không Nghệ An được. Rồi tiêu chí mình thì mong bạn gái mình sống tâm lý. Bây giờ anh ở Bình Dương mà tìm đồng hương, có nghĩa là đồng hương mà tìm Hà Tĩnh hoặc Nghệ An. Dạ. Nhưng mà cũng ở trong này. Dạ. Rồi. Ngoại hình sao? Công việc này. Ngoại hình sao được cao 1m55 được đấy. Còn anh có một cái hình mẫu, một cái nghệ sĩ nào mà anh thích không? Để bọn em dễ liên tưởng. Nói chung là sống có tình cảm cũng không có hình mẫu là em nữa. Bây giờ có một chị nào thế nào cũng được anh. Bây giờ có một chị gái miền Tây mà người ta cũng hiền lành chịu khó thì có được không, hay là cũng vẫn phải cái đập cương cùng quê được anh? Cùng quê cho dễ. Dạ, yeah. Ok. Tại vì nhiều khi mình cái ngôn ngữ của mình nhiều khi mình nói thì đồng hương với nhau là dễ hiểu rồi. Dạ anh ơi, dạ. anh mở camera lên giúp em nha anh. Dạ dạ. Dạ ok, vâng, được rồi thì hôm nay hỏi thăm anh một số những cái tin cơ bản thôi. Nếu mà dạ. Tìm được cái đối tượng của anh ấy, bắt được chương trình lên kế hoạch xong rồi phải đặt nội dung chi tiết hơn với anh nhá. Về tất cả cái mà mong muốn anh và hiểu hơn thì anh đó, xong rồi sẽ ta xếp để mà anh gặp được cái người phụ nữ của cuộc đời mình nhá. Dạ, để rất mong chương trình giúp đỡ em. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ rồi anh ơi, anh nhấn nút